tôi tên là Nguyễn Thị Mỹ Duyên, đến từ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 19 quận Bình Thạnh. Như chúng ta đã biết, sách có một vai trò rất lớn, đó là góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách của con người. Bởi vì sách chứa đựng những tri thức của nhân loại. Có thể sách là thứ không thể thiếu trong mỗi cuộc đời con người chúng ta, và chắc hẳn ai cũng có một cuốn sách yêu thích của riêng mình, và tôi cũng vậy. Đó là cuốn sách Nguyễn Thị Định, vị nữ tướng đầu tiên của thời đại Hồ Chí Minh. Đó là quyển sách mà tôi trân quý nhất. Có một lần tôi ghé thăm thư viện quận Bình Thạnh. Dù ở đây trưng bày khá nhiều loại sách, nhưng quyển sách mà tôi đặc biệt chú ý là quyển sách Nguyễn Thị Định, vị nữ tướng đầu tiên của thời đại Hồ Chí Minh, do nhà xuất bản Phụ Nữ phát hành. Sách được chia thành 4 phần. Các trang in trình bày đơn giản như chính cuộc đời mộc mạc, bình dị của bà. Tục ngữ có câu, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Thời đại nào của dân tộc ta cũng có những nữ tướng anh hùng ghi dấu ấn trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Đến với hội thi, chân dung phụ nữ qua từng trang sách. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 19 xin giới thiệu đến quý vị chân dung nữ tướng thời đại Hồ Chí Minh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thiếu tướng Nguyễn Thị Định. Nguyễn Thị Định sinh ngày 13 tháng 2, 1920 ở xã Lương Hòa, huyện Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre. Bà tham gia hoạt động cách mạng và chỉ 2 năm sau, bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Tháng 4 năm 1946, bà được cử ra Bắc báo cáo với Bác Hồ về tình hình Nam Bộ và sau đó được giao trọng trách làm thuyền trưởng, vận chuyển 12 tấn vũ khí từ miền Bắc vào Nam bằng con đường biển. Từ đó mở ra đường Hồ Chí Minh trên biển. Những năm 1960, bà được bầu làm phó bí thư và sau đó là bí thư tỉnh ủy Bến Tre. Tên tuổi của bà còn gắn liền phong trào đồng khởi Bến Tre với đội quân tóc dài làm cho quân thù khiếp sợ. Giai đoạn 1965-1974, cô Ba Định được phong hàm thiếu tướng và trở thành nữ tướng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Sau khi miền Nam được giải phóng, non sông thống nhất, cô Ba Định đảm đương nhiều vị trí, chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước. Dù ở cương vị nào, cô cũng xử lý công việc đầy trách nhiệm và tình người. Trong lòng bạn bè thế giới, bà là biểu tượng cuộc đấu tranh độc lập, tự do, là trung tâm đoàn kết các lực lượng tiến bộ trên toàn thế giới. Ngày 26 tháng 8, 1992, bà đột ngột qua đời sau một cơn đau tim nặng, hưởng thọ 72 tuổi. Bà Ba Định đã sống một cuộc đời trọn vẹn với non sông, đất nước. Dù cuộc đời của bà đã trải qua nhiều mất mát, đau thương, nhưng bà đã vượt qua tất cả, luôn sống trọn vẹn nghĩa tình với đồng đội, với nhân dân, hy sinh hạnh phúc riêng tư để lo toan cho hạnh phúc của mọi người. Để tri ân công lao đó, ngày 30 tháng 8, 1995, bà được nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tôi thật may mắn, cũng là người con của quê hương đồng khởi, kiên cường. Trong tôi luôn dâng lên niềm xúc động mạnh mẽ khi có dịp về thăm quê hương, được kính dâng lên người với tất cả lòng thành kính và biết ơn. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, Phó Tổng Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam là cô Nguyễn Thị Định. Cả thế giới chỉ có nước ta mới có vị tướng quân gái như vậy. Thật là vẻ vang cho miền Nam và cho cả dân tộc ta. Nữ tướng Nguyễn Thị Định đã ra đi cách đây đúng 32 năm. Dù vậy, nữ tướng rừng dừa, linh hồn của phong trào đồng khởi, thủ lĩnh của đội quân tóc dài huyền thoại vẫn sống mãi trong lòng thế hệ hôm nay. Bản thân là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 19 quận Bình Thạnh, tôi thấy mình cần phải học hỏi, trau dồi nhiều hơn nữa, học ở thầy cô, học qua sách vở, học qua đồng nghiệp, đồng thời giới thiệu và tuyên truyền những tấm gương cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang đến với đông đảo hội viên phụ nữ. Tôi mong muốn mỗi hội viên phụ nữ hãy tạo một thói quen đọc sách, thực hiện đọc sách như một hành động thường nhật, tạo thói quen đọc sách trong gia đình mỗi hội viên phụ nữ là góp phần vào sự phát triển văn hóa đọc trong gia đình, gắn với cuộc vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Mặt trời sáng tươi, một ngày lại đến đây. Ôi xem tôi yêu, cả thế giới đang hòa mình cùng nằm trong xanh. Nhiều điều rất hay, cả bầu trời tri thức xanh cho tôi đã đứng, cho tôi nghị lực và hiểu sâu sắc. Tôi yêu xanh hay, tôi yêu xanh hay là nhà đọc xanh, là nhà đọc xanh. Một giờ mỗi ngày, một giờ mỗi ngày. Bạn hỡi chúng ta đọc xanh, tương lai sáng tươi. Cả nhà đọc sách, một giờ mỗi ngày, một giờ mỗi ngày. Bạn
chúng ta đọc xây tương lai sáng tươi. Chú vẫn là nói chi mình quan trung lớn thế binh, nói gương theo vĩ nhân trong và ngoài nước. Newton, Edison, Gandhi, Galileo, nói gương theo vĩ nhân trong và ngoài nước. Mặt trời sáng tươi một ngày lại đến đây, ôi xanh tôi yêu cả thế giới đang hòa bình cùng nằm trong xanh. Nhiều điều rất hay, cả bầu trời trí thức sẽ cho tôi đạo đứng, cho tôi nghị lực và hiểu sâu sắc. Tôi yêu xanh hay, tôi yêu xanh hay, cả nhà đọc xanh, cả nhà đọc xanh, một giờ mỗi ngày, một giờ mỗi ngày. Bạn hỡi chúng ta đọc xanh tương lai sáng tươi, cả nhà đọc xanh, cả nhà đọc xanh, một giờ mỗi ngày, một giờ mỗi ngày. Bạn hỡi chúng ta đọc xanh tương lai sáng tươi.